Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một món ăn của dân tộc Thái. Đó là món canh môn. Món canh môn rất đặc biệt mà chỉ có người Thái mới nấu ăn món này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái khâu là gom nguyên liệu trước nhá. Nào. Và đây rồi. Đây thực ra là mình đã nhờ người yêu cũ để hái môn. Đây là khâu hái là môn nha. Môn thì chúng ta sẽ hái ở lá kế lá đọt cuối cùng, tức là nó cũng không quá già mà cũng không quá non. Thực ra là lá non quá, đọt non cuối cùng là nó sẽ nhớt hoặc là hơi ngứa. Chứ còn những cái đọt này cũng hái nó sẽ vừa cao ráo và sạch sẽ hơn. Lưu ý là chúng ta chỉ hái những cái lá xanh không sâu này, từ cán cũng phải xanh sạch sẽ. Kệ quá bắt đầu. Rồi, môn được hái về chúng ta sẽ rửa sạch sẽ nhá. Chúng ta cố gắng rửa cho thật thật sạch vì có khả năng là dọc khe suối có khi bây giờ nguồn nước cũng ô nhiễm. Chúng ta cứ rửa bao nhiêu lần cũng được, miễn là nó thật sạch, ta cảm thấy sạch được rồi ta để ta yên tâm ăn. Rồi, sau khi đã rửa sạch, chúng ta sẽ bó lại thành từng bó vừa phải. Cách bó chúng ta sẽ gập lại xong lên một cán để cuốn lại nó, cuốn lại cho thật chắc chắn. Nào. Cái này mục đích là để chúng ta bò nồi vào nấu cho nó dễ. Rồi, khi buộc xong rồi bò vào rồi nhé. Bò vào rồi để cho nó ráo nước một tí. Thật ra cái giai đoạn này cũng không cần thiết lắm. Sau khi đã bó môn thành từng bó thì chúng ta bắt đầu bắc một nồi nước lên, lượng nước thì vừa đủ để và đun thật sôi. Và đây rồi, bây giờ là nguyên liệu thứ hai, đó là lòng pịa. Lòng pịa là cái phần vèo của động vật. Ngày xưa các cụ hay dùng lòng pịa của hươu, nai, hoẵng, những thú săn được trong rừng á. Mà cái này nó có vị hơi đắng giống như vèo non của lợn á, nhưng mà cái này nó đẳng cấp hơn vèo lợn rồi. Vèo lợn thì không không chấp được vì cái loại bột ngô với bột tăng trọng thì không ăn thua, còn cái này là tinh túy của núi rừng, nó chỉ ăn lá ăn cỏ trong rừng sâu nên sẽ rất ngon. Công đoạn xử lý lòng pìa thì cũng đơn giản thôi. Khi mà đem gác bếp thì nó dính tro này, dính khói này, thì chúng ta lấy xuống chúng ta rửa cho thật sạch. Rửa sạch sẽ, rửa bên ngoài thôi, còn bên trong thì gọi là tinh túy là ta không rửa, không không bỏ đi được. Là sau khi rửa sạch sẽ rồi. Nói đến lòng pìa thì những ai là người Thái thì hầu hết ai cũng từng ăn qua, ai cũng biết và rất thích cái món này. Nhưng đối với những bạn người Kinh chẳng hạn, họ chưa từng ăn, họ sẽ rất ớn, họ không dám ăn. Nói lòng pìa thực ra là cái vẻo non cứ non ấy. Nói thô thô là cứt ấy. Cứ non cứ trâu cứ bò, nên các bạn chưa từng ăn sẽ không dám ăn. Và đây rồi, một cái lòng pìa này, đây kèm theo cái gân này, gân bò ràng này, là thái nhỏ, chặt nhỏ ra bỏ vào nồi. Cái nồi nước sôi khi này ta bắc lên đó, đun cho nó sôi, đun thế nào cho để làm sao cho cái gân cũng mềm ra. Rồi đến đây bắt đầu chúng ta bỏ môn vào nồi này, cái đơn giản thôi, chúng ta cứ bỏ vào nồi sao cho nhấn, sao cho ngậm nước và đun đun cho đến khi mềm ra nhé, chín mềm ra. Thường thì để chín môn thì cũng mất tầm khoảng 20 phút.
Đây, đun sắp chín rồi đó. Nhưng nhớ là tuyệt đối không được đầy vung này nhá. Nếu đầy vung là màu sẽ đen, sẽ không xanh tươi nhá. Nguyên liệu tiếp theo đó là hành củ. Ở đây mình sử dụng hai củ. Mình không thể định lượng cho được bao nhiêu là vừa đó nha. Hành củ mình thái xong rồi băm nhỏ ra. Và đây mình đã chuẩn bị xong gia vị. Hành băm này. Thì là này. Còn đây là tiêu rừng này, hay là gọi mặc khen này, mì chính này, súp này, hạt nêm này. Toàn bộ ở đây. Nếu trường hợp mình không có hành không có tiêu rừng thì mình có thể, nếu mà có hạt dội thì càng ngon hơn. Bây giờ mình bỏ sẽ bỏ hành vào nha, hành băm bỏ vào nồi. Rồi. Thì lạ thì mình bỏ luôn cũng được, cũng có thể khi bắc nồi xuống mình bỏ sau cũng được. Nếu muốn giữ mùi thơm của thì lạ thì khi bắc xuống mình bỏ sau. Sau khi các gia vị đã được bỏ vào nồi thì mình nhớ là không được đảo nhé. Các cụ là kể rằng là nếu khi đảo thì sau khi ăn sẽ rất ngứa họng, nên là tuyệt đối không được đảo. Đấy, nhớ kỹ là không được đảo, không được đảo quá mạnh. Rồi, các gia vị thì cứ bỏ từ từ thôi để tránh mặn quá, nếu trường hợp nhạt quá mình sẽ bỏ sau. Ok. Rồi, khi môn đã chín nhừ chúng ta bắc xuống. Chín nhừ là từ 20 đến 25 phút nha. Rồi, chúng ta bắc xuống. Sau đó dùng hai que đũa này đặt chéo nhau, cắt cắt đi cắt lại đó, nhớ là không được đào này, cắt đi cắt lại. Rồi, đến khi cắt xong thì chúng ta nếm gia vị, nếm sao cho vừa, chúng ta cảm thấy vừa là được nhé. Và đây một thứ không thể thiếu, đó là lá lằng. Lá lằng chỉ có trong rừng núi thôi, nó cũng gần giống như đinh lăng ấy, cũng có vị hơi đắng đắng. Cái này để ăn ghém, ăn sống nhé, ăn ghém với canh môn. Và đây rồi, trong lúc mình đang đi hái lá lằng thì mâm cơm được dọn sẵn. Để ăn với canh môn thì chúng ta phải có rau sống, tất cả các loại rau sống. Đây, rau mã, tía tô, diếp, diếp cá, tất cả các loại rau sống chúng ta hay ăn đều ăn với canh môn rất ngon. Đặc biệt chúng ta để mà xử lý cái chỗ nếu canh môn hơi ngứa thì chúng ta sẽ dùng những cái rau có vị đắng, ăn nó sẽ lấn át đi cái vị ngứa, rất tuyệt vời. Thêm hai quả ớt là ngon. Đây, và người yêu mình thử miếng đầu tiên. Rồi, rất ngon. Mọi người thấy hay thì like, đăng ký kênh để nhận những video mới nhé. Chúc các bạn vui vẻ.